Hello, xin chào cô chú anh chị bạn đến buổi kinh ngày hôm nay nha. Hôm nay em có nhật bộ mẹ con anh Good siêu mỏ đen của chú anh chị. Anh Good siêu mỏ đen nha. Đây. Bộ con thì nó mắc sữa thì khỏi nói luôn cô chú anh chị ơi. Cực kỳ luôn nha. Nè. Chân móng là hoàn thiện nha, không cỏ xe, không xuống cuốn ruột chết nha. Bộ con rất là tốt của chú anh chị. Mẹ đẻ này rất mắc sữa nha. Đây. Cái bộ mẹ đẻ này là lứa thứ hai của chú anh chị. Nè, con là lưng của chú anh chị nhìn thấy không? Hồi lưng dai rất thì khỏi nói luôn cô chú anh chị ơi. Con bò con được 4 tháng rưỡi rồi nha. Con bò mẹ thì anh chủ nhà cấy vô được 2 tháng của chú anh chị. Có tin được 2 tháng rồi nha. Nè, là con bò con của chú anh chị nhìn dài đít đó nè. Ở tiếp luôn. Dài đít mà dài đòn thuần cực luôn nha. Rất là tốt luôn con bò con. Bò mẹ đây. Con bò mẹ anh Good siêu mỏ đen nha, đây. Chân móng là hoàn thiện, không có xe, không chú quấn ruột chết nha. Bò để là lứa thứ hai của chú anh chị. Thì bò có đẻ rồi chứ bà anh chú chị mà trong vòng 3 tháng nha, 3 tháng nó trục chặt lòi lú gì thì sẽ chở bò về nha, chị tiền sẽ hoàn đầy đủ cho chú chị mình nha. Đây đúng đây, bò này chân móng là hoàn thiện hết nha. Bò anh Good siêu mỏ đen nha, để con rất là mát sữa của chú chị nha. Xé lưng chính luôn nha. Đây đây cái mặt đây rất là tốt luôn. Bộ mẹ con có mức giá là 28 triệu của chú chị, 28 triệu làm bao ship vòng 100 cây số nha, 28 triệu. Nói chung nếu anh chị nào ít tiền thì mình tách ra con mẹ không, em cũng tách luôn nha. Con mẹ không là 14 triệu nha. Con mẹ không là 14 triệu của chú chị. Còn mua mẹ bộ mẹ con thì 28 triệu, 28 triệu bao ship vòng 100 cây nha. Con mẹ anh chủ nhà cấy vô được 2 tháng này của chú chị, có tin nha. Con mẹ nè. Con mẹ sao cho cô em đo là 1m3 luôn chú anh chị. 1m3 nha. Đây. Rất là tốt luôn, con mẹ rất là tốt luôn. Rất mát sữa của chú anh chị ơi. Con mẹ là anh Good siêu mỏ đen nha. Hôm con mà còn rất là cũng là rất là mập của chú anh chị đây. Con bò cũng về cũng giá 28 triệu. Mình mua thằng thời gian về con đực này mình bán cũng muốn được đủ tiền nha. Bò đực mà rất là mát sữa luôn, bò dai đít đều luôn nha, rất là tốt. Bộ mẹ con mức giá là 28 triệu, 28 triệu là bao ship vòng 100 cây nha. Mua đực được 4 tháng rưỡi rồi nha. Con mẹ nè, nếu cô chú anh chị nào có mua thì con mẹ không em cũng tách ra luôn nha. Đây mẹ không là em tách ra là 14 triệu chú anh chị, 14 triệu là giá tại tường nha, không có bao nha. Mẹ này để lấy lứa thứ hai cho chú chị. Chân móng là hoàn thiện nha, không có ốp xe, không có xuống cuốn xuống ruộng hết nha. Nè, chúng thân ra kỳ ra chứ không có bị sờ mâu sờ miết hết nha. Bò này là bao thật lỗi nha. Rồi nãy giờ cũng em đã tham gia thông tin như hình ảnh của bộ mẹ con này rồi. Nếu cô chú chị cảm thấy thích mua về để mà làm giống thì alo nha. Xuống thuận em để trên màn hình. Đến đây chị em xin kết thúc video tại đây nha.